Đầu tiên là thông tin từ chiến trường Ukraine. Nhà chức trách thân Nga cáo buộc quân đội Ukraine đã tiến hành pháo kích thành phố Donetsk trong đêm ngày 16 tháng 4. Trong khi đó, tướng hàng đầu của Ukraine, Valery Zaluny, đã chia sẻ một đoạn video cho thấy hiệu quả của đạn pháo M982 Excalibur do Mỹ cung cấp để chống lại lực lượng Nga. Hạm đội Hải quân Thái Bình Dương của Nga đang thiếu sức mạnh chiến đấu cần thiết để đe dọa các nơi khác Chuyên gia tại ASW nhận định Tổng thống Nga Putin Đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc Tại Moscow vào hôm Chủ nhật 16 tháng 4 Đối bên ca ngợi sự hợp tác quân sự Giữa Nga và Trung Quốc Trong một mối quan hệ đối tác không giới hạn Trong khi đó Bán đảo Triều Tiên tiếp tục nóng lên Hàn Quốc đã nổ súng cảnh cáo Một tàu tuần tra của Triều Tiên Vượt qua giới tuyến trên biển Quân đội Hàn Quốc cho biết vào hôm Chủ nhật ngày 16 tháng 4 và tất cả sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Trân trọng chào đón quý vị và các bạn đã trở lại với chương trình của Lê Minh. Thưa quý vị, mới đây chính quyền thân Nga tại quận Vorosilovsky tại thành phố Donetsk, thủ phủ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. À, ngày 16 tháng 4 thì họ đã cáo buộc là quân đội Ukraine đã dùng pháo phản lực phóng loạt để bắn nhiều loạt đạn để mà tập kích vào khu vực này. Chính quyền thân Nga tại đây viết rằng là vụ pháo kích diễn ra rất dữ dội, khói đã bốc cao tại khu vực nhà thờ địa phương. Theo Trung tâm Phối hợp và Điều phối chung của các lực lượng thân Nga tại Donbass, viết tắt là JCCC, 20 hỏa tiễn đã được bắn đi từ pháo phản lực phóng loạt của quân đội Ukraine vào khoảng 3 giờ 25 phút sáng ngày 16 tháng 4. Sau đó thì hai loạt đạn pháo cỡ nòng 155 ly cũng nã vào các mục tiêu tại thành phố này. JCCC tiết lộ là vụ tấn công trên đã làm hư hại một nhà thờ và một nhà trẻ tại địa phương. Thương vong về người cũng đã được ghi nhận. JCCC cho biết chúng tôi đã ghi nhận thông tin về việc ít nhất một người đã thiệt mạng và hai người khác bị thương sau các vụ tấn công. Thời điểm vụ tập kích xảy ra, nhiều người đã có mặt tại khu vực nhà thờ để dự lễ phục sinh. Và theo một số nguồn tin, vụ tập kích hôm 16 tháng 4 có thể là đòn trả đũa của Ukraine sau khi Nga phóng tên lửa vào thành phố Slovian ở Donetsk hay vào hôm 14 tháng 4. Và Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 15 tháng 4 cũng xác nhận vụ tập kích đã khiến 50 tòa nhà bị hư hại, trong đó có 30 tòa chung cư. Có nghĩa là đôi bên liên tục tập kích vào nhau, thưa quý vị. Thời gian gần đây, thì quân đội Ukraine đã đẩy mạnh các vụ tập kích của hỏa lực nhằm vào những mục tiêu tại Donetsk. Hôm 6 tháng 4, Tổng thống Putin nhấn mạnh nhiệm vụ cấp thiết nhất với lực lượng thân Moscow tại Donbass là đẩy lùi quân đội Ukraine ra khỏi lãnh thổ các khu vực ly khai, càng xa càng tốt. Nhiệm vụ quan trọng nhất là đẩy lùi quân đội Ukraine càng xa càng tốt để chắc chắn đối phương không thể gây hại cho chúng ta. Ông Putin đã khẳng định như vậy. Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW trong phân tích mới đây về cuộc chiến Ukraine vào hôm 14 tháng 4 đã bình luận về quyết định của Nga là tiến hành tập trận phóng tên lửa và thử nghiệm ngư lôi trong cuộc thị sát bất ngờ hạm đội biển hạm đội Thái Bình Dương của họ. ISW cho rằng là Điện Kremlin có thể có ý định sử dụng các cuộc kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của hạm đội Thái Bình Dương để cố gắng ngăn chặn sự hỗ trợ của Nhật Bản cho Ukraine trước hội nghị G7 vào tháng 5. Nhật Bản cũng là một cái bên hỗ trợ cho Ukraine rất nhiều. Theo số liệu do Viện Kinh tế Toàn cầu Kien có trụ sở tại Đức công bố ngày 4 tháng 4. Tổng viện trợ mà Nhật dành cho Ukraine trong suốt cuộc chiến đã lên tới 6,2 tỷ đô. Tính đến ngày 24 tháng 2. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đưa ra thông báo vào hôm 14, 14 tháng 4 trên truyền hình nhà nước rằng là mục tiêu của cuộc tập trận là tăng cường khả năng của lực lượng vũ trang để đẩy lùi sự xâm lược của kẻ thù có thể xảy ra từ hướng biển và đại dương có lẽ là giúp ý muốn nói về Nhật Bản ông Sogu cho biết là cuộc kiểm tra để đánh giá tình trạng và tăng cường sự sẵn sàng của chỉ huy quân sự, quân đội và các lực lượng để mà thực hiện các nhiệm vụ trên tất cả các hướng chiến lược. Đồng thời cho biết là cuộc kiểm tra sẽ đẩy lui cuộc đổ bộ của kẻ thù vào phía nam của đảo Kuril và đảo Sakhalin, các đảo Kunashiri, Etorofu, Shikotan và Hamomai thuộc chuỗi đảo Kuril đã bị Liên Xô chiếm giữ vào cuối Thế chiến 2. Tokyo thì tuyên bố quần đảo này là lãnh thổ phương Bắc của mình và vấn đề này đã gây căng thẳng trong quan hệ giữa Nga và Nhật trong nhiều năm qua. Một hiệp ước hòa bình chính thức để chấm dứt Thế chiến 2 giữa hai nước chưa bao giờ được ký kết. Phần lớn là vì tranh chấp về nhóm đảo mà Nhật tuyên bố chủ quyền nhưng mà Nga đang chiếm đóng. Do nằm giữa hòn đảo lớn Hokkaido của Nhật và bán đảo Kamchatka của Nga, Quần đảo này nó mang một số lợi ích lớn về quân sự và chính trị. Thủ tướng Nhật Fumio Kishida, người sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh G7 từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 5. Trước đó đã có chuyến thăm bất ngờ tới thủ đô Kyiv của Ukraine vào tháng 3. Ở đây thì ông Fumio Kishida nói rằng là đất nước của ông đã có thể chứng tỏ quyết tâm dẫn đầu phản ứng trước cuộc tấn công nhằm vào Ukraine. Quân khu phía đông của Nga Gần đây cũng đã triển khai một dàn tên lửa phòng thủ bờ biển Bastian tới cái đảo Paramushi ở phía bắc quần đảo Kuril do Nga chiếm đóng. Đây là động thái mà giới chuyên gia đánh giá là có khả năng cảnh báo Nhật Bản về việc hỗ trợ cho Ukraine. ASW cho biết là Nga có thể có ý định sử dụng tư thế quân sự ở Bắc Thái Bình Dương để gây ra lo ngại về leo thang quân sự với Tokyo trong cái nỗ lực để gia tăng cái việc là ngăn chặn Nhật Bản hỗ trợ cho Ukraine trước khi mà họ tổ chức cuộc họp G7 thượng đỉnh tại Hiroshima. Tuy nhiên thì quân đội Nga có khả năng là không có khả không thể đe dọa được Nhật Bản vào thời điểm này. ISW nói rằng là trước đó họ đã phân tích rằng là các đơn vị thuộc lữ đoàn bộ binh hải quân số 40 và 155 của hạm đội Thái Bình Dương dường như đã chịu tổn thất nặng nề gần Vuleda miền đông Ukraine và hạm đội Thái Bình Dương vì vậy có thể thiếu sức mạnh chiến đấu thực sự sẵn có ở khu vực Thái Bình Dương để có thể tạo ra tư thế đe dọa thực sự tới Nhật Bản. Hoặc là thuyết phục Trung Quốc rằng họ là một cường quốc quân sự ngang bằng. Đây là một vấn đề rất quan trọng. Hạm đội Thái Bình Dương của Nga là một trong những hạm đội cũng khá là lớn của quân đội Nga. Họ có hàng chục tàu ngầm và các máy bay đủ các loại. Trong một diễn biến khác, trong video đăng trên Facebook của ông Tổng Tham mưu trưởng quân đội Ukraine, Valery Zaluny, một binh sĩ Ukraine đã ca ngợi đạn Excalibur có độ chính xác cao và nói rằng là chúng cực kỳ quan trọng để tấn công chính xác các thiết bị của Nga. Một quân nhân nói rằng là các xạ thủ của chúng tôi liên tục bắn vào vị trí của Nga ở bờ phải sông Dnipro trong suốt 24 giờ một ngày khiến kẻ thù mất một lượng lớn thiết bị đã pháo kích vào thành phố Mykolaiv. Đoạn video do Tổng tư lệnh Ukraine chia sẻ cho thấy một số hệ thống vũ khí của Nga bị phá hủy. Trong đó có thứ dường như là pháo tự hành 2S7 Pion và hai hệ thống phòng không S300. Đạn 155 ly dẫn đường bằng GPS cung cấp giải pháp thay thế chính xác, tầm xa hơn cho đạn pháo thông thường. thường có khả năng bắn trúng mục tiêu trong phạm vi hơn 2 mét, sai lệch chỉ 2 mét thôi. Excalibur có tầm bắn 40 cây số theo tài liệu của Lầu Nông Góc từ năm ngoái. Lần đầu tiên là họ xác nhận các quả đạn này đã được gửi đến Ukraine. Mặc dù loại vũ khí này có thể được dùng để tấn công chính xác các mục tiêu trong phạm vi 40 cây số bằng pháo thông thường, nhưng Mỹ thậm chí đã dùng nó để bắn trúng một chiếc xe tải ở khoảng cách hơn 64 km trong các cuộc thử nghiệm và cho thấy rằng là nó là một loại đạn rất nguy hiểm. Độ chính xác của Excalibur cho phép tác động ngay từ đầu lên mục tiêu giảm số lượng đạn cần thiết đồng thời giảm thiệt hại tài sản. Đó. Một nhược điểm của đạn này là chi phí mỗi viên đạn có giá 100.000 đô la so với chỉ vài trăm đô la cho một loại đạn thông thường như là M795. Loại đạn 155 ly không điều khiển tiêu chuẩn của quân đội Mỹ M-795 chỉ có giá vài trăm đô thôi. Nhưng loại này Excalibur có giá tới 100.000 đô. bắn một quả là vứt đi 100.000 đô. Mỹ đã gửi khoảng 3.000 viên đạn Excalibur tới Ukraine kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Và sẽ còn gửi nữa. Trong khi đó ông Putin mới đây đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Tại Moscow Tháng trước, hẳn quý vị còn nhớ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã gặp ông Putin Tại Moscow Nga, Trung đang tăng cường quan hệ Kinh tế, chính trị, quân sự Kể từ khi Nga tấn công Ukraine Cái đoạn video về cuộc họp Cho thấy ông Putin bắt tay với ông Lý Là ông Bộ trưởng Quốc phòng Của Trung Quốc Lý Thượng Phúc Sau đó thì cả hai ngồi xuống bàn Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng có mặt Trong những buổi gặp này Ông Putin đã nói gì? Ông nói là chúng ta tích cực làm việc thông qua các cơ quan quân sự của mình, thường xuyên trao đổi thông tin hữu ích, hợp tác trong các lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quốc phòng và tổ chức các cuộc tập trận chung. Ông này nói thêm là các cuộc tập trận đã được tổ chức ở vùng Viễn Đông cũng như châu Âu và có sự tham gia của các lực lượng lục quân, hải quân và không quân. Không còn nghi ngờ gì, đây là một lĩnh vực quan trọng khác giúp củng cố bản chất chiến lược cực kỳ tin cậy trong quan hệ chúng ta. Các lực lượng Ukraine gần đây họ nói rằng họ đang tìm thấy ngày càng nhiều linh kiện từ Trung Quốc trong vũ khí của Nga được sử dụng ở chiến trường. Trong khi đó thì Trung Quốc đã nhiều lần phủ nhận điều này. NATO và Mỹ cho biết là chưa có dấu hiệu nào cho thấy Bắc Kinh cung cấp vũ khí cho Moscow. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Lý Thượng Phúc tới một quốc gia khác kể từ khi ông ấy được bổ nhiệm vào tháng trước ông lý đã khẳng định mối quan hệ giữa nga và trung quốc đang rất bền chặt vượt qua các liên minh quân sự chính trị của thời chiến tranh lạnh và vô cùng ổn định bộ trưởng quốc phòng trung quốc nói thêm rằng quan hệ giữa bắc kinh và moscow đã bước sang một kỷ nguyên mới bắc kinh đã thông báo về chuyến thăm của ông lý tới moscow vào tuần trước nói rằng ông sẽ gặp các quan chức quốc phòng nhưng không đề cập đến cuộc gặp với ông putin Ông tướng Lý Thượng Phúc này cũng đã bị Mỹ trừng phạt từ năm 2018 bởi vì là mua máy bay chiến đấu và thiết bị từ nhà sản xuất, xuất khẩu vũ khí chính của Nga, Rosobro uh, Export. Bộ trưởng Quốc phòng của Trung Quốc thì lại đang bị Mỹ trừng phạt. Một chuyện trái khoái như vậy. Có nghĩa là ông Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc này chưa chắc đã được đến Mỹ vì nằm trong danh sách trừng phạt mà. Trong khi đó gần đây, bán đảo Triều Tiên cũng đang rất nóng. Phía Hàn Quốc cho biết là họ đã nổ 10 phát súng cảnh báo và phát đi cảnh báo trục xuất một tàu tuần tra của Triều Tiên vi phạm giới tuyến phía Bắc ở vùng biển Đông Bắc đảo uh, Biong Nhiêu trên biển Hoàng Hải vào khoảng 11 giờ sáng ngày 15 tháng 4. Giới tuyến phía Bắc chính là đường phân định lãnh hải Triều Tiên và Hàn Quốc. Hải quân Hàn Quốc đã triển khai một tàu tuần tra lớp Chamsuri ứng phó sau khi phát cảnh báo nhưng không được phản hồi. Thì tàu Hàn Quốc đã bắn 10 phát cảnh báo để tàu Triều Tiên rơi khu vực. Hàn Quốc cho biết là quá trình thực hiện nhiệm vụ thì tàu tuần tra Hàn Quốc đã va chạm nhẹ với một tàu cá Trung Quốc do tầm nhìn bị hạn chế. Vụ va chạm không gây mất an toàn nhưng một số thủy thủ Hàn Quốc bị thương nhẹ. Hàn Quốc nói rằng là quân đội của chúng tôi duy trì tư thế sẵn sàng chiến đấu trong khi theo dõi các chuyển động của kẻ thù và các hành động khiêu khích tiềm tàng liên quan đến vi phạm giới tuyến phía Bắc của các tàu tuần tra Triều Tiên. Vụ việc này diễn ra trong lúc bối cảnh căng thẳng đang bùng lên ở bán đảo Triều Tiên, khi mà những tuần gần đây Bình Nhưỡng tăng cường các hoạt động quân sự bao gồm thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn mới ở hôm thứ Sáu vừa rồi, ngày 14 tháng 4 vừa rồi. Xung quanh khu vực giới tuyến phía Bắc Viết tắt là NLL thì là nơi thường ra xảy ra rất là nhiều căng thẳng. Hàn Quốc, Triều Tiên liên tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm danh giới. Tháng 10 năm ngoái thì Hàn Quốc nói là bắn cảnh báo một cái tàu buôn Triều Tiên vượt qua NLL. Và Bình Nhưỡng cho rằng là tàu của Seoul mới là bên vi phạm và bắn 10 quả đạn pháo cảnh báo. Từ những năm 90, Bình Nhưỡng đã phản đối cái đường giới tuyến phía Bắc này được lập ra vào cuối chiến tranh Triều Tiên vào năm 1953 và nói rằng là nó nên nằm xa hơn về phía Nam. Hàn Quốc và Mỹ cũng đang chuẩn bị tập trận và họ sẽ tổ chức các cuộc tập trận kết hợp với lực lượng không quân và thủy quân lục chiến của Mỹ từ hôm 17 tháng 4 đến ngày 28 tháng 4 với 110 máy bay, máy bay chiến đấu F-35, F-15 của Hàn Quốc, máy bay phản lực F-16 của Mỹ và máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135 1.400 binh sĩ của đôi bên sẽ tham gia cuộc tập trận này. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuần này cũng đã ra lệnh tăng cường khả năng răn đe chiến tranh theo cách thực tế và quyết liệt hơn để chống lại điều mà Triều Tiên gọi là các động thái gây hấn của Mỹ và Hàn. Liệu rằng kịch bản nó có giống như năm 2022 khi mà Nga đánh Ukraine hay không? Triều Tiên Hàn Quốc liệu rằng có chiến tranh hay không? Như vậy là chúng ta vừa điểm qua một số thông tin nóng bỏng nhất trong 24 giờ qua. Quý vị hãy để lại bình luận của mình ở bên dưới để liên tục đồng hành cùng Lê Minh. Đừng quên bấm like và ấn đăng ký kênh để liên tục cập nhật thêm nhiều thông tin mới. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.